Con chào cô và các bạn. Năm nay con 1 tuổi, học lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng ở thành phố Đây là bài thuyết trình sáng tạo của con, có tiêu đề là vòng tay tặng mẹ. Con muốn làm bài thuyết trình này để con tặng mẹ, Vậy là cho mấy bạn đó. nơi tặng mẹ nhân dịp ngày nhà giáo nhân dịp ngày 20 tháng 10. Sau đây là bài thuyết trình của con. Khi bấm vào lá cờ xanh, nó sẽ hiện lên một cây bút và sẽ vẽ ra những hình bông hoa đủ màu sắc ở các cạnh của hình lục giác, và ở giữa thì có chữ A, chữ tôi yêu mẹ và một hình trái tim. Cô này bài viết trình đây xuống lại phải cực cốt đây đấy thì gì mốt instruction sẽ là mình sẽ Sau đây. khi vẽ xong, nó sẽ hiện ra một phông nền mới, sẽ có chữ cảm ơn và ghi dòng chữ yêu mẹ nhiều và ghi tên của con ở bên đây. Đây, sau đây là các bước để lập trình bài này. Để ban đầu để làm được một cái hình lục giác, con sẽ dùng lệnh lặp lại 6, di chuyển 120 bước và xoay 360 chia 6 để ra được một hình lục giác. Tiếp theo con sẽ làm cho một hình bông hoa hình vuông. Con sẽ dùng khối của tôi và là định nghĩa hình vuông lặp lại 4, di chuyển 30 bước, xoay 360 chia 4. Ở đây thì con sẽ lặp lại 10 hình vuông, xoay 360 chia 10. Còn hình chữ nhật, con sẽ lặp lại 2, di chuyển 30 bước, xoay 90, di chuyển 20 bước, xoay 90 độ. Ở đây là lặp lại 10 hình chữ nhật, xoay 360 chia 10. Tiếp theo là hình tròn. Con sẽ Nhưng dùng lặp lại 50, di chuyển 2 bước, xoay 360 chia 50. Ở đây là lặp lại 5 hình tròn, xoay 360 chia 5. Con còn sáng tạo thêm hình tam giác và hình lục giác, và hình thoi. Hình thoi con sẽ làm là lặp lại 4, di chuyển 20, xoay 120 chia 2, di chuyển 20, xoay 240 chia 2. Hình thôi lặp lại 5 hình thôi, xoay 360 chia 5. Còn hình tam giác là con sẽ lặp lại 4, lặp lại 3, di chuyển 30, xoay 360 chia 3. Ở đây là 5, lặp lại 5 tam giác, xoay 360 chia 5. Còn hình lục giác con sẽ lặp lại 6, di chuyển 15, xoay 360 chia 6, và lặp lại 5 giữa lục giác, xoay 360 chia 5. Tiếp theo con sẽ làm cho nó tắt đi, xóa hết những cái dòng tay. Con sẽ dùng lệnh ẩn cái bút đi và đợi và xóa hết. Để làm được cái hình này, con sẽ làm thành cái khi bắt khi bấm vào lá cờ xanh, khi đổi phông nền như ban đầu và chuyển và đợi mấy giây và đợi đợi theo phông nền này. Bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy, cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của con. Đây, cô cảm ơn Minh Châu. Minh Châu giữ nguyên màn hình đó nhé. Bây giờ con nhấn lại lá cờ xanh cho cô một lần nữa nào. Đây, con nhấn nút dừng lại cho cô, con nhấn nút màu đỏ.
Con bây giờ con nhấn lại cho cô lá cờ xanh, sau khi nó vẽ xong thì con nhấn cho cô nút màu đỏ, tức là nhấn dừng lại ấy, để nó vẽ xong đấy nhé. Các bạn khác chúng ta cũng chuẩn bị có góp ý nhận xét cho dự án và phần thuyết trình của bạn Minh Châu. Rồi con nhấn dừng lại cho cô. Rồi con để nguyên đó. Rồi cô mời các bạn trong lớp có góp ý nhận xét cho dự án và phần thuyết trình của bạn Minh Châu nào. Các bạn nhấn biểu tượng giơ tay nhé. Cô mời bạn Minh Đăng. Bạn lập trình được như này rất là tốt rồi, nhưng con thấy bác làm bác có việc thay đổi buổi phong nền hát khác thơ mộng hơn đó. À, rồi cô cảm ơn Minh Đăng. Rồi tiếp theo cô mời bạn Bảo Trân. Vừa nãy cô thấy Bảo Trân giơ tay. Con thưa cô là con thấy chị động tôi chẳng mà Sao con nói to lên. con thấy chị động tớ và trôi chảy ạ. À, thuyết trình trôi chảy đúng không? Rồi, con cảm ơn Bảo Trân. Còn bạn nào có góp ý nữa không? Hay là có câu hỏi dành cho bạn Minh Châu không? Rồi, nếu không còn bạn nào nữa, à Khánh Huy hả? Khánh Huy có góp ý gì không con? Không À, cô tại... ấy nhưng chẳng có nhiều ý kiến cô nhưng cô Rồi. Cô sẽ có một số góp ý như sau. À, Minh Châu có phản biện gì về phần góp ý của Bảo Trân và bạn Minh Đăng không? Đây. Vậy thì cô cũng có một số nhận xét như sau. Thứ nhất, đây là dự án vòng tay tặng mẹ của Minh Châu. Khi nhấn vào lá cờ xanh thì Minh Châu đã vẽ được một chiếc vòng tay. Ở đây cô thấy có 6 họa tiết. Họa tiết thứ nhất là được tạo bởi các hình vuông. Họa tiết thứ hai là tạo bởi các hình chữ nhật. Họa tiết thứ ba là bởi các hình tròn. Họa tiết thứ tư là bởi các hình thoi. Họa tiết thứ năm là các hình tam giác. Họa tiết thứ sáu là các hình lục giác. Thì mỗi họa tiết là một hình khác nhau và là một màu khác nhau luôn. Thì đây là một chiếc vòng tay có nhiều màu sắc và có nhiều họa tiết. Mỗi họa tiết đều khác nhau và cô thấy rất là nổi bật, rất là đẹp. Kèm thêm đó là một cái phông nền rất là tươi sáng và phông nền bầu trời xanh có hoa, có cỏ, có mây. Đồng thời có thêm một hình trái tim và chữ I love my mom là tôi yêu mẹ của tôi đúng không? Rồi, rất là ý nghĩa. Và sau khi chạy xong thì con cũng đã chuyển qua một cái phông nền cũng rất là đáng yêu nữa. Ở đó thì có hình một cô bé ôm một chú gấu, phải không Minh Châu? Ừ, đó và còn có cái dòng chữ gì nữa nhỉ? Dòng chữ cảm ơn À. dòng chữ con yêu mẹ rất nhiều và tên của con. À, đấy, qua cái dự án này thì Minh Châu có muốn gửi gắm điều gì tới mẹ của con không? Muốn chúc mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình. Đấy, đây cũng là một dự án mà Minh Châu gửi gắm tình yêu thương của mẹ, biết ơn mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con, đúng không? Rồi, dự án này rất ý nghĩa. Minh Châu thuyết trình cũng rất là hay, mô tả được đầy đủ các cái khối lệnh để lập trình nên cái dự án này. Và cô sẽ đánh giá phần thuyết trình của Minh Châu là rất tốt nhé. Rồi, cô cảm ơn con. Ừ. Rồi, Minh Châu nhớ.